Chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục phân tích các giải thuật trong Java. Và giải thuật lần này là giải thuật về như kiểu sắp xếp trong mảng ấy bằng giải thuật chọn. Giải thuật chọn này nghĩa là sao? Có nghĩa là đầu đây, giải thích đây, có nghĩa là đầu tiên sẽ chọn vị trí cái phần tử nhỏ nhất trong mảng, rồi nó cho vào vị trí đầu tiên này, xong rồi sẽ không quan tâm đến cái thằng ấy nữa, xong rồi nó sẽ xét mảng từ vị trí thứ hai trở về cuối, xong lại tìm thằng nhỏ nhất, rồi lại đổ chỗ cho thằng vị trí thứ hai, xong rồi không bỏ qua thằng một và thằng hai, xét thằng thứ ba đến cuối. Lôm na giải thuật nó là như vậy. Đây là code của mình nhá. Đây này, mình sẽ có một hàm để tìm số ra vị trí của thằng số nhỏ nhất ấy, của thằng số nhỏ nhất trong từ L, từ vị trí L cho đến vị trí H. Thì nó sẽ tìm trong này vào, và trong này sẽ truyền vào một mảng A, và nó sẽ chỉ xét từ vị trí L cho đến vị trí H xem thằng nào nhỏ nhất, thì nó sẽ trả về lại cái vị trí của thằng đấy. Xong đây là hàm sắp xếp này, mình cho vòng for nhá. Khởi động y bằng 0, y mà nhỏ n y cộng cộng. Tiếp theo đó là cho f bằng ai, xong rồi là lấy số k, mình tạo một số k sẽ được gắn giá trị bằng cái thằng số nhỏ nhất từ khoảng y cho đến n, y tăng dần nên là cái khoảng này sẽ cứ giảm dần thôi, khoảng này nó sẽ xét càng ngày càng ít đi, và nó sẽ tìm ra thằng nhỏ nhất và đổi chỗ cho cái thằng a thứ y đấy. Và đây đổi chỗ đây, đây là hai câu, có hai câu để đổi chỗ cho hai thằng này, xong lại xét tiếp đến y bằng 1, xong lại từ y bằng 1 nó lại chạy vào trong này, hố sổ số nhỏ nhất sẽ bắt đầu từ 1 cho đến l, và lại tìm tiếp, lại đổi chỗ tiếp. À, đây là code trong hàm main này. Đầu tiên là mình tạo ra một mảng gồm có 10 phần tử và tạo ra dùng vòng for để gắn giá trị ngẫu nhiên cho nó này. Tiếp theo mình sẽ cho nó hiển thị ra cái mảng mà vừa rồi ấy. Rồi là xong rồi là mình sẽ gọi cái hàm sắp xếp ra. Hàm sắp xếp này ra này. Sắp xếp mảng này. Rồi từ đấy xong rồi xuống câu này là mình sẽ hiển thị mảng sau khi được sắp xếp này. Bây giờ mình sẽ run cho các bạn xem này, CF6 này. Rồi. Đây, nó sắp xếp theo từ bé đến lớn này. Đây là dãy khởi đầu của nó này, sắp xếp rất lung tung. Và sau khi được sắp xếp thì các bạn có thể thấy để đổi cho thứ tự sắp xếp từ lớn đến bé ấy, thì là trong hàm này các bạn chỉ cần tìm ra số lớn nhất thôi, không còn số bé nhất nữa. Xếp theo 6 này. Run này. Đây, đúng chưa? Nó xếp từ lớn cho đến bé này. Video của mình xin được kết thúc đây. Cảm ơn các bạn đã xem video.